chào tất cả các bạn. Nay mình sẽ làm cái món là bò lúc lắc nha. Bò lúc lắc thì có nguyên liệu là thịt bò này, tỏi băm này, hành tây này. Hành tây thì mình cắt miếng như này nhá, cắt miếng vuông vuông như này. À, cà chua cũng vậy luôn. Xong đây là hành lá. À, hôm nay thì thực ra là trời hơi mưa nữa, thì mình không đi mua được cái ớt chuông ấy, chứ thực ra là có ớt chuông nữa thì càng ngon rồi bác. Thì thịt bò, đối với thịt bò thì mình sẽ cắt ra thành miếng quân cờ 3 cm vuông, 3 cm mình sẽ cắt ra. Sau đấy mình ướp gia vị nha các bác. Đây, bây giờ em sẽ tiến hành cắt cái thịt bò này ra nha. Cắt càng vuông càng đẹp. Này con ra ngoài chơi đi. Ra ngoài chơi trong vỉa hè cho bố. Để có khách. Đây, sau khi mình cắt miếng thịt bò ra như này rồi bác. Đây, vuông. Thì mình sẽ tiến hành mình ướp nha. Ướp thì ở đây thì có 2 muỗng dầu hào. Mình trộn đều lên. Mình trộn đều lên và mình ướp trong vòng 15 trong vòng 20 đến 25 phút cho gia vị nó ngấm đều vào đó. Mình còn thiếu tỏi băm. Đây, sẽ cho tỏi băm vào. Ướp luôn. Ướp trong vòng 20 đến 25 phút. Rồi ok, trong vòng 15 đến 20 phút. Đây các bác ơi. Thực ra là thiếu cái này thì nó không thành cái món bò lúc lắc các bác. Cho nên là trời vừa ngớt mưa thì em chạy đi mua được hai trái này luôn. Hai trái ớt chuông nhá. Bây giờ mình cắt ra thôi. Cũng cắt nó ra như kiểu hành tây thôi. Phần hạt này đi.
lúc lắc mà thiếu cái này thực ra cũng không, gần như là không ra bỏ lúc lắc nữa các bác, nên là cố gắng phải đi mua được cái này, ớt ớt này nó mới ngon được, nên cái mùi vị của bỏ lúc lắc được đấy. Đây, sau khi mình ướp cái bò đã được khoảng 20 phút rồi đó, thì mình sẽ cho chả dầu lên, chờ cho dầu nóng. Khi dầu nóng rồi thì mình sẽ phi hành tỏi băm lên trước, sau đấy mình sẽ xào cái bò. Dầu đã nóng rồi đây các bạn, thì mình sẽ phi hành tỏi lên. Tỏi đã ngả màu vàng rồi, mình cho bò, mình cho cái phần bò đã ướp vào. Xào này thì mình xào lớp lửa lớn và nhanh tay nha các bác. Cắt nó không đứt. Đây, khi bò đã được khoảng 50%, khi bò đã chín được khoảng 50% rồi thì mình sẽ cho hành tây vào. Cho hành tây. Hành tây. À, ớt chuông nha bác. Cho ớt chuông vào luôn. Hành tây và ớt chuông mình xào chung luôn nha. Sao cái phần này nó tái đi rồi quá thì mình sẽ cho cà chua vào. Tại vì cái phần cà chua của mình thì nó sẽ nhanh chín, thì mình cho vào mình đảo để nó vừa chín tới thôi là nó được không bị nhão, nó không bị nát cái phần cà chua này. Như này đã gần chín rồi các bác, thì mình cho cái hành lá này vào. Mình cho hành lá vào. Rồi mình đảo nó lên. Mùi thơm lắm, mùi cái mùi của ớt chuông. Thơm lắm. Thank you.
như vậy là ok rồi các bác. Đây, như này là đã ok rồi các bác. Đã chín, thịt bò vừa chín tới. Bây giờ mình tắt bếp đi và cho ra đĩa thôi. Thịt bò nhìn thế quá các bác. Thơm. Đây các bác ơi, đây là đã hoàn thành các bác. Thì cái này mình muốn cho nó có sệt sệt xíu nữa thì mình có thể cho bột bắp hoặc bột mì vào nhé các bác. Nhưng mà thực ra thì em muốn làm nó như này thôi, đỡ cầu kỳ. Làm như này đơn giản hơn, thực ra nó cũng ngon.